còn nhớ cô bé này chứ? Cô bé tên là Chiyo, chỉ cần ống kính dừng lại vài giây sẽ đủ để bạn nhớ về cô bé này mãi. Nhưng ở trong bộ phim này, đứa bé Chiyo dễ thương này lại trải qua một cuộc đời thăng trầm, sóng gió. Người cha vì có tiền chữa bệnh cho vợ đã đem Chiyo và chị gái bán vào một nghệ viện. Nhưng nghệ viện này chỉ giữ lại Chiyo với đôi mắt xanh đặc biệt, chị gái cô được đưa đi nơi khác. Ở nơi này, Chiyo quen được Bí Ngô. Bí Ngô đã dạy Chiyo rằng làm thế nào để sống sót được ở nơi này. Hai người một bên vừa làm việc, một bên vừa học tập. Chiyo mấy lần muốn chạy đi tìm chị gái của mình, nhưng cô bé luôn bị Bí Ngô ngăn cản lại. Cô bé nói với Chiyo cách duy nhất để rời khỏi nơi này là trở thành một geisha nổi tiếng. Ở nghệ viện này, người nổi tiếng nhất là Hasumomo, cô là cây kiếm tiền chính cân cả nghệ viện. Không có ai dám động vào người phụ nữ này, nhưng cô ta lại vô cùng ghét Chiyo. Ngày hôm đó Hasumomo uống rượu say, cô cầm quần áo của geisha mà cô ta ghét nhất làm bẩn nó. Sau đó lại bảo Chiyo cầm trở về chỗ cũ. Người không có địa vị như Chiyo đương nhiên là trở thành vật thay thế. Xem như để an ủi Chiyo, Hasumomo hứa sẽ nói với Chiyo chỉ cô bé ở đâu, đồng thời cũng đồng ý đưa cô Chiyo đi cùng. Chiyo đi từng nhà để tìm chị mình, cuối cùng cô bé cũng tìm thấy chị gái. Hai người vừa gặp nhau liền thỏa thuận rằng trước tiên phải quay về nghệ viện trộm tiền. Ngày thứ hai cùng nhau bỏ trốn, nhưng khi Chiyo quay trở lại không cẩn thận gặp được Hasumomo đang thân một với một người đàn ông. Vừa hay lại gặp mẹ lớn của nghệ viện, để che giấu được sự thật, Hasumomo lại bán đứng Chiyo một lần nữa. Cô ta buộc cho Chiyo tội ăn cắp đồ, còn muốn cùng chị gái chạy trốn. Mẹ lớn lại đánh Chiyo một trận. Chiyo phẫn nộ nói ra bí mật của Hasumomo với người đàn ông kia. Một geisha đã mất đi đêm đầu tiên, giá trị của cô ấy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Geisha ở đây tương lai chỉ có một con đường, đêm đầu tiên của geisha vô cùng đáng giá, nếu như họ đã mất đi họ sẽ mất mát một khoản rất lớn. Ở trong mắt của mẹ lớn cũng giống như đã mất đi tất cả. Chiyo muốn chạy trốn khỏi đây nhưng cửa lớn đã bị khóa, Chiyo chỉ có thể trèo tường, nhưng mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Chiyo ngã từ trên nóc nhà lăn xuống, đợi khi Chiyo tỉnh lại, chị gái cô đã một mình bỏ trốn rồi. Ba mẹ cũng đã rời xa thế giới này rồi, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Chiyo, nợ càng thêm nợ. Vì Chiyo đã bỏ trốn nên mất đi cơ hội đến trường, cũng mất đi tư cách để trở thành một geisha. Chiyo chỉ có thể phụ trách công việc chân tay, cuộc sống cũng dần dần mất đi hy vọng. Ở trên cầu, Chiyo gặp một chú đã mua cho Chiyo một xiên đá bảo, còn tặng cô bé một chiếc khăn tay. Chuyện này đã khiến Chiyo cảm nhận được sự ấm áp, cô bé gật đầu cảm ơn ông chú, đôi mắt màu xanh lam ngấn lệ. Cuối cùng Chiyo cũng có hy vọng với cuộc sống, ông chú sờ lên má của Chiyo cười một cái rồi rời khỏi đó. Nhưng hình ảnh của ông đã in đậm trong lòng của Chiyo, Chiyo cảm thấy trở thành một geisha sẽ có cơ hội để gặp được ông chú. Mấy năm trôi qua, Bí Ngô trở thành một geisha, Chiyo nép ở phía sau cửa nhìn trộm Bí Ngô. Tình cờ cô gặp lại ông chú, nhưng cô không đủ dũng khí để đối mặt liền lựa chọn cách chạy trốn. Nhưng bước ngoặt số phận của Chiyo cũng bắt đầu từ đây, geisha nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Memha. Cô ta đột nhiên lại đến tìm Chiyo, Memha muốn Chiyo trở thành em gái mình và bồi dưỡng cô trở thành một geisha nổi tiếng. Đồng thời lại cùng mẹ lớn đánh cược trong vòng 6 tháng Chiyo sẽ trả được tất cả các khoản nợ. Nhưng mẹ lớn lại khẳng định trong khoảng thời gian ngắn như vậy Chiyo sẽ không có khả năng đó. Nhưng Memha chắc chắn khẳng định nếu không thành công cô ta sẽ bồi thường số tiền gấp đôi. Chiyo cần dùng thời gian nửa năm để học các kỹ năng của một geisha đằng sau lớp phấn và đôi môi đỏ mọng. Chiyo dần dần biến mất, thay vào đó là một nghệ danh mới là Sayuri. Memha dẫn theo Sayuri vào một buổi biểu diễn. Sayuri cùng với Hasumomo và Bí Ngôi đã trở thành đối thủ. Hasumomo dùng những lời nói châm biếm Sayuri. Về đêm cô còn uy hiếp Sayuri, vì để tránh Hasumomo, Memha liền dẫn theo Sayuri đến đấu trường sumo. Nobi là một người đàn ông bị chiến tranh làm hủy dung nhan. Người đàn ông này không thích các geisha, nhưng Sayuri có một cái nhìn độc đáo về sumo đã khiến Nobi cảm thấy hứng thú với Sayuri. Trong buổi yến tiệc tối hôm đó, Sayuri đứng ở trước mặt ông chú, nhưng cô chỉ có thể làm hài lòng Nobi. Đây là một loại đau khổ, ông chú và Nobi là đối tác làm ăn, Sayuri không có lý do nào đến bên cạnh ông chú. Để mau chóng nổi tiếng, Sayuri đã tự làm bị thương chân của mình, sau đó gọi bác sĩ đến. Những vị bác sĩ này đã bị vẻ đẹp của Sayuri mê hoặc. Buổi tối ngày hôm đó, Sayuri mặc một bộ kimono xinh đẹp đứng khiêu vũ trên sân khấu. Đôi mắt màu xanh động lòng người, những người đàn ông thích Sayuri càng ngày càng nhiều. Nobi, nam tước bác sĩ. Vì đêm đầu tiên của Sayuri, bọn họ đã ra giá cạnh tranh vô cùng cao. Sau buổi lễ, nam tước và Hasumomo lại mời Sayuri đến tham gia buổi tiệc. Bởi vì Hasumomo xuất hiện nên Sayuri đã cự tuyệt. Nhưng vì ông chú cũng tham gia, Sayuri liền không còn lý do nào để cự tuyệt nữa. Memha cho rằng, nam tước là một người đàn ông tốt mà Sayuri bây giờ là một geisha nổi tiếng nhất, cô làm gì cũng phải cẩn thận. Trong buổi tiệc, Sayuri gặp được ông chú cẩn thận thay Sayuri lau những đóa hoa ở trên đầu đi. Nam
Nam Tước cũng xuất hiện gọi Sayuri đến một căn phòng bí mật của ông, ở bên trong có để sẵn một bộ lễ phục. Nam Tước yêu cầu Sayuri thay đổi quần áo, không đợi Sayuri đồng ý, Nam Tước đã mạnh mẽ cởi quần áo của cô ra. Tin đồn dần dần lan rộng ra, không có ai vì Sayuri mà trả giá cao nữa, nhưng sự thật lại khiến người ta kinh ngạc. Tên bác sĩ ra giá cao đã lấy đi đêm đầu tiên của Sayuri, để Sayuri đã được quyền thừa kế của nghệ viện và trở thành chủ nhân mới của nơi đây. Như vậy cũng thể hiện rằng Hasumomo đã triệt để thất bại, hai người cùng đánh nhau ở trong phòng. Những nỗi oán hận được bộc phát ra bên ngoài, Hasumomo đã đốt cháy nghệ viện, ngày hôm đó Nhật Bản cũng bị đánh bại. Ông chú vì để đảm bảo an toàn cho Sayuri nên đã sắp xếp cho cô một nơi. Cuộc sống tranh giành đấu đá đã trải qua, Sayuri sống cuộc sống yên bình ở nơi đây, rất nhanh thời gian 2 năm đã trôi qua. Không có ai nhớ đến Sayuri cả, cô cũng không muốn làm một gây xa nữa, bây giờ chỉ mong muốn làm một người bình thường mà thôi. Cho đến một ngày, Nobi đến tìm cô, một đối tác của người Mỹ nhìn thấy bức ảnh của Sayuri liền muốn gặp cô. Sayuri đồng ý vì như vậy có thể giúp cho sự nghiệp của ông chú quay lại kinh thành, thành phố sau 2 năm xa cách. Mọi thứ dường như đã thay đổi, những người phụ nữ tô son chát phấn đứng trên đường đều có thể trở thành gây xa. Sayuri đi tìm Memha, vết tích 5 tháng đã hiện trên mặt cô rất rõ ràng, Sayuri đến tìm một bộ lễ phục. Sau đó đi tìm Bí Ngô, cô muốn tìm hiểu cách để lấy lòng mấy tên người Mỹ kia. Vì để giúp được ông chú, Sayuri che giấu thân phận thật của mình, giấu đi bí mật trong lòng, Sayuri thành công thu hút được sự chú ý của mấy người Mỹ kia. Sayuri và Bí Ngô hẹn nhau 9 giờ Bí Ngô sẽ mang Nobi đi đến căn phòng đó, Sayuri đồng ý những yêu cầu của mấy tên người Mỹ. Trong lúc hai người đang kịch liệt, Bí Ngô mở cửa ra, nhưng người đàn ông đi vào lại chẳng phải là Nobi mà là ông chú. Người cô yêu thương nhất, lòng Sayuri lạnh ngắt, một mình đi lên đỉnh núi cao vứt đi chiếc khăn tay ông chú đã tặng mình. Chiyo đã một đời chỉ để cố gắng lại gần ông chú mà ra sức cố gắng, tình yêu cũng cố gắng cũng đã hóa thành gió thoảng mây trôi. Đáng lẽ bộ phim đây có thể kết thúc rồi, nhưng đạo diễn vẫn tiếp tục để có một kết cục viên mãn hơn. Chiyo thất vọng bước đi, một mình sống ở nghệ viện này, bên cạnh cô còn một vài cô hầu gái nữa. Ngày hôm đó vừa mở cửa bước ra bên hồ nhìn lá rơi, có một bàn tay chạm vào vai của Chiyo. Là ông chú đến, mối hận thù đã tan biến từ lâu, hai người cùng cởi mở nói chuyện. Ông chú biết Chiyo chính là cô bé năm đó ông gặp ở trên cầu, là cô bé có đôi mắt màu xanh. Câu nói của chú đã làm cả hai người đều lặng thinh, giống như cả nửa đời người đã trôi qua. Chiyo nhìn chú mắt đỏ hoe, hóa ra chú đã biết từ lâu, ông biết từng bước cô cố gắng là để được ở bên cạnh cô. Bộ phim đến đây là kết thúc thật rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và...